Bạn đã từng ngắm cảnh từ trên những tầng mây cao ở Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long. Và thế có bao giờ thì bạn nghĩ rằng là mình sẽ có cơ hội làm điều này ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta? Hãy cùng Du lịch và Cuộc sống trải nghiệm một trong những sản phẩm du lịch mới lạ và đầy thú vị của ngành du lịch thành phố nhé. Ngắm thành phố từ trên cao là tên gọi của sản phẩm du lịch mới và có thể xem là độc nhất từ trước đến nay của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi tham gia chương trình này. Đây là sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch xây dựng chuỗi các sản phẩm mới độc đáo mà ngành du lịch thành phố đang triển khai thực hiện để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới và hướng đến mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng đã phối hợp có một cái kế hoạch phát triển sản phẩm ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao bằng trực thăng. Bên cạnh đó thì sản phẩm này cũng kết nối với các tỉnh thành liên kết với thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay chúng tôi thực hiện chuyến khảo sát, mặc dù chỉ là đợt khảo sát thôi, nhưng mà chúng tôi rất là kỳ vọng đây sẽ là một cái sản phẩm mới rất là hấp dẫn, rất là độc đáo và sẽ thu hút cho du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt sản phẩm mới được chúng tôi giới thiệu ngay khi thành phố Hồ Chí Minh vừa được mở cửa hoàn toàn và vừa phát động cái chiến dịch truyền thông thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn. Và chúng tôi rất là kỳ vọng sản phẩm mới này sẽ được hoàn thiện để giới thiệu cho du khách quốc tế và du khách trong nước vào dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới. Sản phẩm du lịch ngắm thành phố từ trên cao được phối hợp tổ chức giữa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 175 và Công ty Trực thăng miền Nam cùng với các doanh nghiệp du lịch lữ hành của thành phố. Điểm khởi hành của chuyến bay này bắt đầu từ sân đậu trực thăng trên nóc tòa nhà Bệnh viện 175 với phương tiện là hai dòng trực thăng vận tải tầm trung hiện đại là trực thăng EC-155B1 do Ý sản xuất và AW-189 do Pháp sản xuất và có sức chứa tối đa từ 12 đến 16 hành khách. Từ điểm xuất phát, chuyến bay sẽ đưa du khách khám phá toàn cảnh trung tâm thành phố với những kiến trúc cổ kính xen lẫn với hiện đại. Tiếp theo, tùy theo hành trình sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khác nhau. Đối với sản phẩm tầm ngắn, thời gian bay từ 30 đến 45 phút, từ khu vực trung tâm thành phố, trực thăng sẽ bay về hướng Cần Giờ để du khách ngắm nhìn tuyến đường Trường Sát nằm giữa những cánh rừng nước xanh thẳm của khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời cũng là lá phổi xanh của đô thị. Hành trình này là sự kết hợp giữa hình ảnh của một thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại nhưng cũng mang trong mình một viên ngọc xanh mang tầm thế giới. Sản phẩm tầm trung có thời gian khoảng hơn 60 phút với lộ trình bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Long An theo tuyến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận, tỉnh Long An hoặc Cần Giờ, khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận. Điểm nhấn của tuyến đường bay này sẽ là những cánh đồng bạt ngàn của một trong những vựa lúa lớn nhất miền Nam. Và cũng tùy theo mùa, du khách sẽ có cơ hội nhìn ngắm mảng vàng ống của vụ lúa chín hay mảng xanh ruộng lúa ngập chìm trong mùa nước nổi ở vùng du lịch sinh thái Tân Lập nổi tiếng của Long An. Trong chiều bay về, du khách sẽ có dịp khám phá một trong những biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh, đó là cầu Phú Mỹ, cùng với những hình ảnh thật thú vị khi nhìn từ trên cao của cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất cả nước. Qua các cái tuyến điểm, cung đường bay và cũng như là chi phí giá thành, cũng như là phương tiện vận chuyển trực thăng cao cấp đảm bảo cái an toàn tuyệt đối. Và đặc biệt là chúng tôi nhận thấy là cái chi phí giá thành cho du khách thì cũng hoàn toàn phù hợp. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là có thể đẩy mạnh và khai thác cái sản phẩm này hiện nay và trong thời gian sắp tới, góp phần là đa dạng hóa, phong phú cho những cái sản phẩm du lịch hiện nay của ngành du lịch cũng như là các doanh nghiệp du lịch lữ hành ở tại thành phố Hồ Chí Minh kết nối và coi như là thúc đẩy thêm, tăng thêm cái hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch cũng như là thời gian khi du khách là lưu trú và ở lại tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Và các sản phẩm này thì không chỉ là tham quan thuần túy mà chúng tôi còn kết hợp cho những đối tượng khách doanh nghiệp, đầu tư, doanh nhân có các nhu cầu kết hợp là vừa du lịch vừa các cái công tác kinh doanh, những cái chương trình khảo sát và đặc biệt là những cái sản phẩm mà du lịch y tế khi tham quan, khi khẩn cấp hỗ trợ những cái dịch vụ về y tế cấp cứu cho du khách và cho những cái đối tượng khách hàng của Sài Gòn Tourist trong thời gian sắp tới. Có thể nói sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao hội tụ rất nhiều yếu tố độc lạ để trở thành một điểm nhấn của du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mở cửa và phục hồi.
Tuy nhiên, để sản phẩm này có thể sớm đưa vào phục vụ du khách trong dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới, các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp liên quan cũng cần phải thống nhất thêm một số vấn đề, cũng như có một chủ trương nhất quán để bảo đảm các yếu tố thuận tiện, thoải mái cũng như giá thành sản phẩm, và nhất là vấn đề an toàn cho các chuyến bay.